lý do để đóng góp cho cái đêm nhạc từ thiện này, bởi vì tôi thấy rằng cái việc đó là cực kỳ quan trọng và việc đóng góp cho xã hội là một cái việc rất là cần thiết. Cũng chính vì như thế, tôi biết rằng rất là nhiều doanh nhân đang thầm lặng đóng góp cho xã hội, tạo điều kiện công ăn việc làm, những điều kiện thuận lợi cho người lao động. Và những doanh nhân đó thì sự đóng góp của họ rất là lớn lao, còn cái việc này dường như là rất nhỏ. Nhưng mà cái việc nhỏ này, Lực mong đó là cái nguồn cảm hứng để từ đó mọi người cùng chung tay đóng góp, cùng góp sức để mang những cái điều tốt đẹp đến cho những người mà cần sự giúp đỡ. Và đối với Lực, Lực luôn có một quan điểm rằng là mình chỉ thực sự hạnh phúc khi những người xung quanh mình hạnh phúc và cộng đồng của mình cảm thấy hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị khách quý đã có mặt tham dự chương trình ca nhạc từ thiện Big Link chia sẻ yêu thương lần thứ 3 năm 2019 ngày hôm nay. Lần đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức, Minh Nguyệt, Nguyệt Nam xin được gửi đến toàn thể tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa tất cả quý vị, tất cả chúng ta đều mong muốn có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên cạnh gia đình. Tuy nhiên, điều tưởng chừng này như rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng có được may mắn đó. Nếu đâu đó trong thành phố nhộn nhịp này, chúng ta dễ dàng bắt gặp được những hình ảnh sung túc và no đủ, thì ở những mái ấm từ thiện, ở những vùng sâu, vùng xa, thì chúng ta có thể thấy được sự cơ cực, thiếu thốn và khó khăn của họ. Vâng. Và tiếp nối thành công của chương trình đêm nhạc từ thiện Big Link chia sẻ yêu thương đã được tổ chức thời gian qua, ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục tổ chức chương trình đêm nhạc từ thiện Big Link chia sẻ yêu thương lần thứ 3 năm 2019 nhằm gây quỹ giúp đỡ gia đình chị Ánh Tuyết An Giang và các bé cơ nhỡ tại mái ấm Thiện Duyên Củ Chi. Và đó cũng chính là lý do chúng ta có mặt tại đây trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và về phía nhà tài trợ, xin được trân trọng giới thiệu bà Đào Thu Vân, giám đốc nha khoa Vinh An, tài trợ kim cương cho chương trình này ạ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Trần Thị Quyên, phó giám đốc tinh học Thành Nhân, tài trợ vàng ạ. Xin được trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Thủy, phó giám đốc công ty Hùng Thanh Hương, nhà tài trợ bạc ạ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Trí Lực, giám đốc công ty Inox Nghệ thuật PQ, nhà tài trợ bạc. Xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Phương Hằng, giám đốc thương hiệu nữ trang Heya, nhà tài trợ đồng ạ. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Ngô Thanh Sang, giám đốc công ty Phú Sáng, nhà tài trợ đồng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Hồng Phát, giám đốc công ty Lợi Lợi Thế Hệ Mới, nhà tài trợ đồng. Về phía Big Link Charter, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phan Trung Hiếu, chủ tịch Big Link Charter. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Lương Anh Đức là trưởng ban tổ chức của chương trình đêm nhạc ngày hôm nay ạ. Và quan trọng hơn nữa là ngày hôm nay chúng tôi nhận được sự hiện diện của các ca sĩ khách mời, các đơn vị đồng hành và đặc biệt là đón tiếp rất đông đảo những vị khách quý, các nhà hảo tâm đã đến tham dự chương trình đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa xin một tràng vỗ tay thật lớn dành cho tất cả chúng ta. Trong trái tim mọi người, cuộc sống hôm nay tuy vất vả nhưng cuộc đời ơi ta mến thương. Ta đã nghe chung tiếng cười, nhưng tương lai đang rực rỡ. Ta đã nghe trong tim mình lời yêu thương của con người. Ta đã nghe trong tiếng cười, nhưng tương lai của con người.
Việt xin gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Mai Trâm, bài hát được mang tên Những Nụ Cười Việt Nam. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Phần trình diễn vô cùng tuyệt vời của các cô gái thành viên nhóm nhạc Sao Việt. Kính thưa tất cả quý vị, và bây giờ chương trình của chúng ta đã đi đến phần kết thúc và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thật sự là rất thành công, là nhờ đóng góp rất là lớn
của tất cả quý vị mà chúng ta còn ngồi ở đây cùng với ban tổ chức của chúng tôi đến cuối chương trình. Và để thay cho lời cảm ơn chân thành nhất, ngay lúc này đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phan Trung Hiếu, chủ tịch của Big Link Chapter, và ông Lương Anh Đức, trưởng ban tổ chức, sẽ cùng lên trao hoa và bảng vinh danh cho các nhà tài trợ. Vâng, và ngay sau đây chúng tôi xin phép được mời các nhà tài trợ cho chương trình hôm nay cùng bước lên sân khấu ạ. Xin được trân trọng kính mời nhà tài trợ vàng của chương trình hôm nay, đó là công ty Tin Học Thành Nhân ạ. Với số tiền tài trợ công ty Tin Học Thành Nhân, chị Trần Thị Quyên đã tài trợ số tiền là 18 triệu đồng ạ. Vâng, và xin mời nhà tài trợ bạc công ty Hùng Thanh Hưng với số tiền tài trợ là 15 triệu đồng ạ. Xin được mời đơn vị tài trợ bạc công ty Inox Nghệ Thuật PQ với số tiền tài trợ là 15 triệu đồng ạ. Xin mời nhà tài trợ đồng với thương hiệu nữ trang Hera với số tiền tài trợ là 10 triệu đồng. Xin được mời nhà tài trợ đồng công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Sang với số tiền tài trợ là 10 triệu đồng ạ. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời nhà tài trợ đồng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lợi Lợi Thế Hệ Mới với số tiền tài trợ là 10 triệu đồng. Vâng, một lần nữa chúng ta hãy cho các nhà tài trợ của chương trình hôm nay một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Xin được cảm ơn những đóng góp to lớn của quý vị trong chương trình hôm nay để ban tổ chức có thể tổ chức thành công cho đêm nhạc ngày hôm nay ạ. Và xin được mời chủ tịch của Big Link Chapter, đó là anh Phan Trung Hiếu, và trưởng ban tổ chức chúng ta cùng trao hoa và bảng vinh danh cho các nhà tài trợ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Kính thưa tất cả quý vị, ngoài những đơn vị tài trợ bằng hiện kim thì chúng ta không thể không nhắc đến các đơn vị đồng hành đã tổ chức thành công chương trình đêm nhạc ngày hôm nay. Và xin thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn những đơn vị đồng hành: công ty Thiên Niên Kỷ, công ty Big South, công ty Gia Võ, công ty Vio, thương hiệu Mcus, gác hoa Flower, nước uống Sola, 2T Media, công ty Đỉnh Cao, công ty luật Low Pro. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ và các đơn vị đồng hành. Vâng, một lần chúng ta hãy cho các nhà tài trợ một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Xin mời các nhà tài trợ chúng ta sẽ quay lại và lùi lên, chúng ta cùng lên bục ạ. Chúng ta đợi chờ trong giây lát. Chúng ta cùng quay lưng lại và chúng ta di chuyển lên bục ạ. Xin được mời các nhà tài trợ chúng ta cùng di chuyển lên bục phía trên ạ. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi rất thành công là nhờ sự đóng góp rất lớn của đội ngũ các anh chị ca nhạc sĩ đã cùng đến với chúng tôi, cùng tham dự với chúng tôi đến thời điểm này. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời ca sĩ Cao Minh ạ. Chúng tôi xin được mời ca sĩ Bích Thủy ạ. Vâng, xin mời ca sĩ Thanh Triệu. Xin được mời ca sĩ Huệ Hiền. Xin được mời ca sĩ Hoàng Yến. Xin được mời ca sĩ Thái Bảo. Xin được mời ca sĩ Gia Ly. Và xin được mời ca sĩ Quỳnh Như ạ. Chúng tôi cũng xin được mời ca sĩ Bích Tuyền. Xin được mời nhóm Sao Việt. Cùng với các thành viên guitar Tư Nhuệ và vũ đàn Bạch Dương sẽ cùng di chuyển ra sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn chân thành nhất của ban tổ chức. Và cũng xin được trân trọng kính mời anh Lương Anh Đức, đó là trưởng ban tổ chức, sẽ đại diện trao những bó hoa tươi thắm đến cho các ca sĩ đã hỗ trợ chúng ta trong chương trình buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, xin một tràng pháo tay thật lớn dành cho tất cả các ca sĩ của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin mời tất cả các thành viên của nhóm Sao Việt chúng ta cùng di chuyển ra luôn đi ạ. Và chúng tôi cũng xin kính mời tất cả các anh chị nhà tài trợ sẽ cùng di chuyển xuống dưới và chúng ta sẽ cùng nhau chụp một tấm hình lưu niệm.
À, và cũng xin trân trọng kính mời tất cả quý vị khách quý, chúng ta còn ở bên dưới, chúng ta cũng có thể di chuyển lên sân khấu và cùng chúng tôi lưu lại một tấm hình kỷ niệm ạ. Vâng, xin âm nhạc lớn hơn chút xíu được không ạ? Cho sung được không ạ? Vâng, một lần nữa xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị khách quý hiện nay đang còn có mặt trong căn phòng. Chúng ta cùng lên trên phía sân khấu, chúng ta cùng chụp một tấm hình lưu niệm để lưu lại dấu ấn của chương trình đêm nhạc Bích Linh chia sẻ yêu thương lần thứ 3 năm 2019 ạ. Xin được trân trọng kính mời. Vâng. Sự hiện diện của tất cả quý vị trong một buổi tối ngày hôm nay và quý vị đã ngồi cùng với chúng tôi đến giờ phút này thật sự là một điều mà chúng tôi vô cùng tâm đắc và trân trọng cảm ơn tấm lòng của tất cả quý vị. Tất cả quý vị thân mến, và tiết mục vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình ca nhạc từ thiện gây quỹ chia sẻ yêu thương của Bích Linh lần thứ 3 năm 2019 của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị khách quý đã dành thời gian quý báu của mình đến tham dự cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Đồng thời, những đóng góp quý báu của quý vị cũng là một động lực vô cùng to lớn để giúp đỡ cho chúng tôi được nhiều hơn nữa những hoạt động ý nghĩa, góp chút công sức để làm nên cuộc sống này được yêu thương và tươi đẹp hơn. Trong quá trình tổ chức, nếu có gì sai sót, rất mong quý vị bỏ qua và xin hẹn quý vị trong những chương trình thiện nguyện tiếp theo vào một ngày không xa. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Vâng. Và lời cuối cho phép ông Nguyễn Nam và Minh Nguyệt. Xin chào và hẹn gặp lại.